Xin chào các bạn đến với video tạp. Video này thì mình xin dành cho những bạn chuyên về tư vấn SEO hay là chuyên tư vấn về marketing. Tại vì vấn đề này mình nghĩ là cực kỳ quan trọng. Quan trọng đó là chúng ta quan tâm đến dịch vụ khách hàng, chúng ta hiểu dịch vụ khách hàng và chúng ta tư vấn họ những thứ chính xác, chứ không đơn thuần là chúng ta có càng nhiều cái dự án SEO thì càng thành công. Bởi vì có một số cái không thể SEO được, hoặc là ý mình là không nên SEO vì SEO không hiệu quả, hoặc ít nhất là nói thật là so với các hình thức marketing khác nó là không có hiệu quả luôn đấy. Thế nên là các bạn cần nắm vững để trong quá trình tư vấn với khách hàng cảm thấy thuyết phục với gói truyền thông tổng thể của bạn, nó có thứ tự ưu tiên cho cái phương pháp truyền thông A, truyền thông B, truyền thông C đấy, tương tự như ưu tiên cho SEO, Facebook hay AdWords vân vân. Đầu tiên nói về SEO thì SEO dành cho những sản phẩm như thế nào? Chúng ta hiểu rằng cái SEO ấy nó xuất phát từ gì? Nó xuất phát từ Google. Đấy, thành công của SEO xuất phát từ việc là với mỗi cái cụm từ khóa này bao nhiêu người quan tâm một tháng, bao nhiêu người tìm kiếm một tháng. Đấy, ví dụ như một sản phẩm mà mình nói như cái visa chẳng hạn đi, một tháng có 10.000 lượt search. Thì từ 10.000 lượt search đấy chúng ta mới quy ra à có 10.000 người quan tâm sản phẩm này. Đấy, thì bao nhiêu người quan tâm mua hàng không chứ còn lại. Thế thì bản chất SEO nó chỉ dành cho những cái sản phẩm đã có thương hiệu, nghĩa là đã có định nghĩa, đã có cái khái niệm cho đầu khách hàng rồi. Chứ SEO thì lại không thể dành cho một cái sản phẩm mà chưa từng có cái định nghĩa trong đầu khách hàng, hay là chưa từng gọi là xuất hiện tại cái thị trường này. Nói như thế thì tại sao? Tại vì rất nhiều người họ đưa một sản phẩm mới vào Việt Nam, họ muốn PR cho cái đấy. Ví dụ mình nói về nồi nấu cháo, nồi cháo rất ít được sớm, một tháng khoảng tầm 20-30 được sớm. Thế thì SEO nó không hề hiệu quả. Thế thì cái thằng mà nghĩ rằng mình là cái khách hàng mà đang cung cấp sản phẩm nồi cháo, họ lại không nên dùng kênh SEO đầu tiên. Tại vì đầu tiên họ phải dùng những kênh về outbound marketing, tức là kênh truyền thông thương hiệu chứ. Truyền thông thương hiệu là lên TV, lên đài báo, lên tất cả những kênh gọi là tiếp cận được nhiều người mà họ là một cái đối tượng khách hàng nó rất là rộng. Thì sau đấy họ mới biết đến à tồn tại cái sản phẩm gọi là nồi nấu cháo được ha. Thì sau đấy người ta mới vào Google để search được lại. Khi số lượng search nhiều lên thì bắt đầu nó có thị trường rồi. Thì nhiệm vụ của SEO chỉ đơn giản là đi chiếm thị phần, chứ nhiệm vụ của SEO không thể truyền thông thương hiệu được, hoặc là đưa một khái niệm mới vào đầu người dùng. Ví dụ bạn đưa một cái dòng sản phẩm mà chưa từng xuất hiện ở Việt Nam, ví dụ như trần nhôm chẳng hạn đi. Người ta cũng chẳng biết trần nhôm thì cái đầu tiên bạn được khái niệm trần nhôm là trần nhôm dân dụng như thế. Thì sau đấy khi mà cầu lên rồi thì với SEO nào thì nó có tác dụng. Thế vậy SEO nó chỉ cho những sản phẩm đã có thị trường rồi thôi. Những sản phẩm chưa có thị trường hay mới làm thị trường, mới xâm nhập thị trường không thể làm SEO được. Đấy, do vậy với những khách hàng họ gọi bạn đến và họ nói rằng à anh có một sản phẩm mới đọc là hot, em xem làm đấy, nó mới mà được đọc, vấn đề là nó mới được đọc, mới đọc thì chả ai mới đến cả, nên không thể làm SEO được. Mà bạn hãy khuyên họ lên quảng cáo TV, quảng cáo trên báo chí đấy, quảng cáo trên báo giấy vân vân, họ treo banner khắp các nơi, như vậy tốt hơn rất nhiều. Đấy, thứ nhất là về vấn đề SEO chỉ dành cho những sản phẩm thị trường. Thứ hai, chúng ta đi sâu hơn, đó là với những cái sản phẩm đã có thị trường rồi, thế vậy thì sản phẩm nào thích hợp để làm SEO mà sản phẩm nào thì không thích hợp làm SEO. Đấy, tại sao như vậy? Tại vì trong SEO nó có hai dạng từ khóa, một là dạng từ khóa search để mua hàng, đấy, hai là loại search để tìm kiếm thông tin thôi. Mình nói hai. Lúc trước mình có khách hàng về chuyên về salon tóc, họ đi bán những sản phẩm về tóc dùng được sớm rất nhiều, nhưng khi SEO lên mạng được vào nhiều nhưng được mua hàng lại không có. Đấy, thế thì những cái từ khóa về cái sản phẩm tóc ấy, thì bản chất từ khóa mua hàng nó rất ít được sớm, mọi người nhưng không có. Thế những từ khóa về tìm hiểu thông tin về tóc, cách làm tóc đẹp, các kiểu tóc đẹp, chúng các kiểu tóc đẹp cũng vẫn lên tới 22.000 được sớm hàng, nhưng đơn giản nó là cái kiểu từ khóa tìm kiếm thông tin chứ không phải từ khóa mua hàng. Thế nên các bạn cũng phải phân biệt rõ những sản phẩm nổi tiếng, những sản phẩm có khái niệm cho người tiêu dùng gọi là có thương hiệu rồi,
nhưng người ta chỉ đơn giản tìm kiếm để đọc thông tin thôi thì sẽ không thể làm sao được. Và chúng ta phải đánh vào những cái sản phẩm mà họ tìm kiếm để mua hàng, và những từ khóa thuộc tìm kiếm mua hàng có được tìm kiếm đủ cao. Đấy, đấy là sâu hơn. Thế vậy chúng ta thống nhất với nhau, một, SEO chỉ dành cho những cái sản phẩm của thị trường. Hai là SEO chỉ dành cho những cái từ khóa, ý là có được tìm kiếm để mua hàng cao. Còn lại những từ khóa tìm kiếm thông tin, thân phận dù nó cao bao nhiêu nhưng sẽ không mua hàng đâu. Tiếp tục chúng ta sẽ so sánh về vấn đề đó là cái kênh truyền thông SEO, Facebook, Google AdWords, Remarketing, Email Marketing. Thế vậy thì cái dòng sản phẩm nào phù hợp với kênh nào? Bây giờ chúng ta sẽ so sánh hai kênh phổ biến nhất. Ở Google AdWords SEO là một, vì chúng ta sẽ làm được trên Google thôi. Ở chúng ta sẽ Google là một, và một kênh đó là kênh Facebook. Thế vậy thì có những sản phẩm thì tiếp cận những kênh trên Facebook tốt hơn trên Google rất nhiều. Mình nói này, ở trên Facebook mình nhận thấy rằng với những dòng sản phẩm mang tính chất là cảm xúc và với những dòng sản phẩm có chi phí thấp, thấp tức là 300.000, 500.000, 100.000, 50.000 thì bán cực kỳ chạy. Ví dụ bạn kinh doanh thời trang, bạn đi dùng Facebook hơn là dùng Google hoặc là AdWords. Tại vì thời trang người ta ngắm rất nhiều, người ta tìm rất nhiều, người ta thấy rất đẹp và cảm xúc người ta người ta mua. Thế ví dụ bạn làm đơn Facebook bạn thấy áo đẹp vân vân, bạn bảo thấy nó có 200-300 nghìn nó rất là hợp với tiền, bạn thì quyết định mua luôn vì thấy cảm xúc của bạn. Hoặc bạn thấy món ăn gì ngon trên mạng đấy, bạn thấy quảng cáo trên Facebook bạn thấy bạn mua luôn. Nhưng nói rằng bạn vào Google tìm kiếm để bạn mua thì nó thật là quy trình mua của bạn trên đấy rất lằng nhằng. Ví dụ bạn mua thời trang trên Google thì bạn search là thời trang công sở, rồi bạn xem đủ loại mẫu áo, bạn chọn được loại mẫu áo, rồi bạn quay ngược lại bạn search là mẫu áo này đâu giá rẻ, mẫu áo này đâu đẹp, mẫu áo này đâu chính hãng, rồi bạn xem đi xem lại đủ loại website thì các bạn cũng quyết định mua hàng và các bạn dừng đâu thì không ai biết được. Đấy, thế nên là kênh Facebook là một kênh nó mang tính rất là giá rẻ, hiệu quả hơn để tiếp cận được người dùng hơn là kênh Google. Với những sản phẩm thức ăn, các bạn ví dụ bạn thích cái thức ăn này nó ngon hơn trong nhìn bạn gọi đến luôn, chứ bạn chưa cùng một kiểu thì chẳng gì. Nhưng mà Google hay nó hay dành cho những sản phẩm mang chất là về kiểu như là dịch vụ sản phẩm có giá trị cao hơn đấy, thì cứ lòng vòng người ta tìm được thông tin họ đấy. Nhưng mà kênh Facebook là kênh cực kỳ hiệu quả cho kênh thời trang, ẩm thực, ăn uống, du lịch chẳng hạn như thế. Đấy, mình thấy là kênh Facebook kênh mạnh. Thế nên nếu mà so sánh thì một khách hàng đầu tư cho cái về chẳng hạn như làm đẹp, cái thời trang thì kênh Google không hiệu quả thì Facebook. Nó có trong quá trình các bạn tư vấn ấy, thì các bạn cũng tư vấn cho khách hàng để lựa chọn những kênh tiếp cận khách hàng chính xác. Nói về thời trang chẳng hạn như bạn bán chị em bạn chẳng hạn, nó có khi vẫn chạy hơn trên Google, mặc dù chi phí chi cho Google cũng nhiều hơn. Đấy, đấy là những cái kinh nghiệm của mình nghĩ nó khá là phổ biến. Chúng ta phân loại dòng sản phẩm phù hợp với phương pháp marketing này, chúng ta không nói là nó có hiệu quả không hiệu quả, chúng ta chỉ đặt mối liên quan là công cụ A, công cụ B, chi phí A, chi phí B, chúng ta cân nó lên, hiệu quả A, hiệu quả B, chúng ta cân tất cả lên, chúng ta thấy cái gì hiệu quả hơn chúng ta tập trung nhiều hơn cả cái đấy, còn cái kia chỉ có những cái phụ thôi. Đấy, vậy thì tổng kết lại ba vấn đề. Một, chúng ta chỉ sell cho những sản phẩm nó có thương hiệu, đã có thị trường thôi. Thứ hai, chúng ta cần phân biệt giữa từ khóa tìm kiếm thông tin và từ khóa mua hàng. Thứ ba là có những sản phẩm mặc định tốt cho phương pháp, ý là tốt cho cái công cụ A mà không tốt cho công cụ B. Đấy, các bạn cần nắm vững điều này. Xin thành công với các bạn.